quý vị, thưa các bạn, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và Đảng phải thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo. Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy, của Đảng, nhà nước, đoàn thể nhân dân. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Câu chuyện từ Đảng bộ xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Nhắc lại một chút quá khứ để khẳng định bước đi vững chắc của hiện tại, những đảng viên chủ chốt tại chi bộ xóm Đồng Ích, xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực đều có nhiều trăn trở về tình trạng mất đoàn kết nội bộ và vi phạm pháp luật trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của xã trong nhiệm kỳ 2015-2020 là một bài học lớn. Sự việc này làm ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào bộ máy lãnh đạo đảng chính quyền. Vai trò và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên suy giảm, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong đảng bộ yếu. Thời điểm trước tháng 5, 2020, xã Nam Mỹ chỉ còn 3 cán bộ trong ban thường vụ. Một số cán bộ chủ chốt bị kỷ luật và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bị hạn chế, gây cho Nam Mỹ không ít khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, đó là cụm từ mà bất cứ cán bộ, đảng viên hay người dân Nam Mỹ nào cũng muốn chia sẻ với chúng tôi khi thực hiện phóng sự này. 40 năm tuổi đảng, 17 năm tham gia ban chấp hành đảng bộ xã Nam Mỹ, ông Trần Văn Quyền từng giữ chức phó bí thư thường trực, phó chủ tịch xã Nam Mỹ, rất thấu hiểu con người và mảnh đất nơi đây. Điều mà ông Trần Văn Quyền tâm đắc nhất là mặc dù có những biến động về công tác cán bộ, nhưng đảng bộ và nhân dân xã Nam Mỹ đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo khóa mới có đủ trình độ, năng lực, có đức, có tài. Và điều quan trọng nhất là người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, chính quyền. Bộ máy cũ thì cũng có dĩ nhiên là làm thì lăng lói, lăng lỗi, lăng làm, lăng vấp. Thì cái vấp đó thì đảng bộ như dân người ông chấp nhận thôi vì là anh có lỗi vì chịu. Còn cái việc là của cái quá khứ mà phấn đấu vì cái tương lai phát triển của đảng bộ nhân dân, chứ đừng vì một số đồng chí mà lại phải có cái đắn đo ngược lại. Mà đặc biệt là cái bà bộ máy lãnh đạo, ban thường vụ, ban chấp hành mới, phải nói là đồng chí rất năng động, không nghĩ lại cái quá khứ mà đều lao vào việc mới, đều phấn đấu vì đảng bộ nhân dân để tiếp tục xây dựng xã là nông thôn mới lân cao. Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ xã Nam Mỹ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, 13 đảng viên ưu tú có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo được bầu vào ban chấp hành khóa mới đã triển khai ngay nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng chỉnh đốn đảng. Nếu chỉ nhìn vào thành công của Đại hội Đảng bộ xã Nam Mỹ, nhiệm kỳ 2020-2025, thì chưa thể thấy hết những khó khăn hạn chế trong công tác cán bộ của Nam Mỹ trong nhiệm kỳ trước. Quan điểm của tôi thì cái nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là con người. Mà khi mà xây dựng được cái đội ngũ mới thì cũng là qua các cái sự rèn luyện, thế rồi trau dồi đạo đức, rồi phẩm chất đạo đức cách mạng, thì anh em tôi đã chọn được một cái lực lượng mới là đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thế rồi về trình độ năng lực. Cho nên là nhân dân cũng tin tưởng rằng là với những cái đồng chí cán bộ mới, với tâm huyết, với trình độ năng lực thì cũng sẽ nâng cao được cái đời sống và cái phong trào của nhân dân và của xã ngày một phát triển. Bí thư Đảng ủy xã Nam Mỹ Lại Văn Đại là cán bộ chủ chốt của huyện Nam Trực, được Ban Thường vụ huyện ủy điều động về tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và được chỉ định làm bí thư Đảng ủy xã Nam Mỹ ngay trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Mỹ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng là trách nhiệm khá nặng nề và niềm vinh dự của ông Lại Văn Đại trong một nhiệm kỳ mới còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Do một số cán bộ lãnh đạo địa phương nhiệm kỳ trước sai phạm và vi phạm kỷ luật đảng, làm ảnh hưởng đến phong trào, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng bộ, chính quyền cơ sở
bị suy giảm nghiêm trọng. Đội ngũ cán bộ trẻ mới đảm nhận vị trí công tác mới còn ít kinh nghiệm, nên việc tiếp cận công việc còn chậm. Chính vì thế, trong nhiệm vị này, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đảng, trong đó xây dựng công tác đoàn kết nội bộ, đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy đối với chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, duy trì lề lếp và đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng chi bộ, tăng cường công tác quản lý giáo dục đảng viên, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phê bình và tự phê bình. Với phương châm hướng về cơ sở, bắt đầu từ cơ sở, Đảng bộ xã Nam Mỹ xây dựng chương trình hành động cụ thể, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Đặc biệt là việc sắp xếp, điều chỉnh cán bộ phù hợp với từng khả năng chuyên môn của mỗi người, tập trung giải quyết dứt điểm những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Và minh chứng rõ nhất cho sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân nơi đây chính là những con đường giao thông nông thôn tiếp tục được mở rộng nâng cấp. Người dân tự nguyện hiến đất, góp công, góp sức cùng với chính quyền quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nam Mỹ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thì thực chất là nói cái nhiệm kỳ trước thì không phải nói về quá khứ, nhưng mà thực chất là nói thì đối với vấn đề cái sai sót đấy, của cán bộ đấy, dẫn đến vấn đề này, vấn đề khác thì cũng là cái đau xót đối với này, cán bộ và nhân dân xã Nam Mỹ. Nhưng mà từ chỗ đó về cái vấn đề cái lòng tin của dân đối với đảng thì nó giảm đi. Đấy. Nhưng mà sau khi vấn đề cái đại hội từ 2020 đến 2025 đấy, thì tôi thấy nó có nhiều cái chuyển biến rất là tích cực. Đội ngũ cán bộ rất tích cực, đi sâu, đi sát, bám cơ sở để mà thực hiện cái nghị quyết của đảng ủy đề ra. Điều đó là điều tôi rất là phấn khởi. Từ chỗ đó thì đối với người dân đấy, thì từng bước một đấy, người ta đã có cái sự tin tưởng tuyệt đối vào vấn đề cái sự lãnh đạo của đảng. Bằng những giải pháp đồng bộ và đội ngũ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, 5 năm tới đây, xã Nam Mỹ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để 7 doanh nghiệp và các cơ sở kinh tế, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phát triển ổn định và bền vững. Số lao động làm việc cho khối doanh nghiệp đạt 330 người. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên diện tích canh tác đạt 160 triệu đồng một hecta. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng một người một năm, hoàn thành chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Về xã hội môi trường, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội là 0,15% theo tiêu chuẩn mới. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Tỷ lệ dân số sử dụng nước máy đạt 100%. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa hàng năm đạt trên 85%. Về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 85% trở lên. Trong nhiệm kỳ, kết nạp từ 20 đến 25 đảng viên mới. Về quốc phòng an ninh, hoàn thành 100% chỉ tiêu ra quân hàng năm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn. Mặc dù hiện tại công an xã chỉ có 5 đồng chí công an chính quy, cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng bên cạnh đó, công an xã luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, chính quyền và các ban ngành của địa phương, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý tốt các vấn đề, vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội. Với những nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân là nền tảng vững chắc để đảng bộ xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2020-2025. Tin tưởng rằng với thế và lực mới, đảng bộ và nhân dân xã Nam Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, không ngừng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.